mẹ yên tâm, mẹ sẽ ăn hết. Không thể nào mà không hết được, tại nó quá ngon. Ôi sao cái này mà hồi tiết tới mà ít dữ. Ăn sao đủ. Bây giờ đổ ra giật cả mình. Ôi thơm quá. Hello, xin chào, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Ăn Sạch Sài Gòn. Mình xin tự hiện mình là Sạch và các bạn hãy follow mình Instagram đó là Ăn Sạch Sài Gòn. Đã lâu lắm rồi mình mới quay lại một clip ăn uống á mọi người. Tại vì gần đây á thì mình cũng muốn chuyển cái kênh của mình qua làm về du lịch nhiều hơn, cho nên là mình ít quay video ăn uống lại. Hôm nay mình order một cái món ăn, dạo này mình khá là tâm đắc, có quá trời bạn giới thiệu cho mình và cũng như mình đã ăn thử rất là nhiều lần rồi, cũng đã review ở trên trang Instagram luôn rồi, nhưng mà rất là ngon, cho nên là hôm nay mình sẽ quay review lại cho các bạn ở trên YouTube có thể xem được cái món này như thế nào. Thì món của ngày hôm nay đó chính là trứng gà và trứng non. Ở đây họ đặt tên là trứng gà lắc lư và trứng non lắc lư. Thì bây giờ mình cùng lắc lư để mình ăn cái món này nha. Hôm nay mình order những cái phần này là đây nè, ví dụ như đây nè, đây một phần trứng gà lắc lư nè. Thì cái hộp này nó vơi thôi, nhưng mà thật ra bình thường á sẽ trộn với lại một bịch cóc với lại rau răm chung luôn, nhưng mà khi mà ship mà xa á thì họ sẽ để riêng, mình sẽ về mình tự trộn lại, cho nên là nhìn cái hộp này nó ít nhưng mà thật ra nó cũng full hộp đó mọi người. Có cóc, có rau răm với lại bên trong này á, mình mở cho mọi người coi nha. Bim bim bim. Đây là trứng gà. Đó, chân gà ở đây họ rút xương luôn rồi và họ ướp với lại tắt với lại một số gia vị rồi nè. Đó, các bạn có thể thấy chân gà nhìn rất là hấp dẫn. Thì cái chỗ này á thì mình order ở trên Now Food, mình search tên là chân gà lắc lư Imac. Đó, các bạn có thể search cái tên đó ở trên Now Food, hoặc là mình nhấn vào cái link bên dưới, mình sẽ để ở bên dưới description cho các bạn tham khảo. Và bây giờ mình trộn nha, mình sẽ bỏ vào trong một cái thao như vậy để mình trộn. Một phần như vậy là 50.000 nè, ví dụ một hộp như vậy là 50.000. Hôm nay mình order tổng cộng ở đây là 4 hộp. Đó, chân gà. Đây, đây là chân vịt. Đây, cho mọi người coi nè. Chân vịt nha. Nó cũng ướp chung một loại cho nên là thôi mình trộn chung luôn ha. Cái này vẫn là lắc lư. 3 hộp chân gà với một hộp chân vịt, trứng non, lòng đào. Cũng là sốt lắc lư luôn. Xỉu à. Ngon lắm luôn á. Không, cái chỗ này ngon lắm mọi người. Mình order nhiều lần lắm rồi và bạn mình ai cũng khen, ai cũng thích hết á. Bạn nào mà thích thì có thể order thử. Đây mình ăn mà cái mặt mình nó như cái chân gà luôn rồi đó. Ôi thơm quá. Khi mà mở ra đổ ra là các bạn sẽ nghe được mùi thơm ngào ngạt. Chết rồi, cái thao này không đủ rồi mọi người ơi. Wow. Trời ơi, hơi bị ngon nha quý vị. Thèm chưa? Trời ơi, ăn miếng. Hồi nãy ship tới á, cái mình còn nói trời sao cái này mình hồi ship tới mà ít dữ. Ăn sao đủ. Bây giờ đổ ra giật cả mình. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng trộn nha mọi người. Bắt đầu lắc lư nè. Mình thường á, mình thấy ở trên Now á có một cái là chân gà lắc lư y mát. Xong rồi cái bữa nay mình lên mình order, mình thấy có thêm một cái là chân gà lắc lư cốt mát. Nhưng mà hình như là không có chung chủ, không biết là có bị nhái hay không. Các bạn nào mua mà muốn ăn mà đúng giống như mình á thì order chân gà lắc lư y mát nha mọi người. Nó ở Gò Vấp lận. Bạn nào ở Gò Vấp thì tiện, mình ở quận 7 hả, sáng mình đặt ship về 80.000 tiền ship. Mua cái bịch chân gà có 150 à. Ở đây có 50 và mà 80.000 tiền ship. Đây, đây là phần ăn của tụi mình ngày hôm nay nha. Trời ơi, cái này chắc mấy ký luôn mọi người, cầm mình nặng trĩu tay luôn đó. Trời ơi, nó ngon, nó thơm, các bạn có chảy nước miếng không ạ? Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chương trình mukbang ạ. Rồi mình ăn nha. Xin mời các bạn. Cái chân gà nó dai. Nó kiểu vừa tới mà người nữa không có bị cũ á. Vừa có độ mềm, vừa có độ dai. Thơm xả, thơm tắt. Rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ ăn một miếng trứng ngon nè. Xỉu mất. Ôi cái trứng nó tan chảy không miệng. Cái xoài mực chua lắm. Miếng cóc nè. Thử miếng chân vịt đi. Ngon. Cái chân vịt nó khác với chân gà. Ăn cũng giống giống. Dai hơn một tí. Ngon lắm mấy bạn. Lâu lâu mình mới dám ăn cái món này nha. Tại vì ghiền. Mỗi lần mà order về là ăn không ngừng nghỉ luôn. Không có dám order nhiều, sợ heo tốn. Mình nghĩ là cứ tính theo số người á.
một hộp là 50.000 là một người ăn. Thì nếu mà nhà mình 4 người thì order 4 hộp. Mẹ yên tâm, mẹ sẽ ăn hết, không thể nào mà không hết được, tại nó quá ngon. Không, cái chân gà ở đây mình thấy làm sạch sẽ mà có nhiều chỗ ăn vô biết liền, kiểu chân cũ á. Còn cái chân này nhìn nó mới, nó màu nó đẹp, trong. Này mình sẽ kẹp một miếng cóc với lại trứng non mọi người. Nhiều lắm 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 luôn. Hả? Mình quên, còn một cái nữa nè. Cái này là sụn, mình nhớ rồi, hồi nãy mình order là sụn. Sụn lắc muối ớt, chứ không phải là chân gà. Không phải là lắc lư, mà lắc muối ớt à. Đấy, cái này mình sẽ không trộn vô nha. Nhưng mà cái này là sụn gà, mọi người bình thường mình thấy sụn gà là ăn như nước mắm hay là kiểu sụn gà chấm tương ớt vậy á. Cái này là lắc nha. Hình như cũng là sụn gà chín rồi. Ôi, nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó mặn mặn, cay cay. Mà cay hiền à, hơi cay à. Quá rồi. Một đứa không ăn cay được. Nhưng mà nó ngon à, sụn ngon. Hôm bữa mình nhớ có một lần á, mình order bạch tuộc thì không ngon nha. Quý vị đừng order bạch tuộc ở đây. Nói chân vịt nè. Mình nhớ tới mấy cái món mà của Trung Quốc á mọi người. Họ cũng bán mấy cái chân vịt giống gì nè. Mấy cái món ăn vặt nội địa Trung á mọi người nhớ không? Mình nhớ trong đây có mùi ít me nữa. Nghe có mùi giống me á. Trứng ngon. Ở đây làm cái trứng nào cũng kiểu vừa tới lòng đào mọi người. Nó có bị chín quá á, rất là vừa. Bên dưới còn rất là nhiều trứng ngon. Mình đặt tới 2 phần trứng ngon rồi mà. Không ai thèm tự làm cho thèm. Thử thách đút 3 cái trứng vô miệng ạ. Bé hơn mão luôn á. Cho một miếng xào vô cân bằng. Hỏi 3 giây. Ngày tiếp tới mình tưởng mình ăn không đủ á. Thì là không hết. Nhiều quá. Bởi nó đừng có tham. Ăn cái gì ăn đừng có tham nha. Rồi buổi tối bạn gọi lấy mẹ xỉu hết. Xỉu ngang. Đang chuẩn bị ngủ xỉu ngang ngủ sáng. Thôi chịu nổi. Thôi nổi rồi. Anh chịu nổi mẹ không? Ngon giật điện. Ăn chân gà lắc lư phải vậy. Mình rất nhiều tới hết lít. Mà hơi mệt đấy mọi người. Mình hơi mệt. Chớ là mình chống mặt của mọi người. Ngon quá. Ăn gần hết dễ vẫn thấy ngon nha. Mình mệt quá à, mà không phải vì ăn. Vì là thôi chứ mình phải kế clip rồi mọi người. Mình không thể lắc nổi nữa. Tổng review lại cho một chút cho mọi người ha. Thì đồ ăn ở đây ngon, mình thấy mình là ngon. Nên đặt nè, chân gà, trứng non, cụm gà. Còn bạch tuộc thì đừng đặt, không ngon đâu. Nếu mà các bạn nào ăn cay được thì đặt muối ớt. Còn nếu mà không cay được thì đặt lắc lư. Lắc lư giống như mình nè. Ok, rồi bây giờ thì chắc là video dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Nếu các bạn thích những video ăn uống giống như ngày hôm nay thì các bạn có thể có thể follow mình Instagram, đó là Sập Sài Gòn, cũng như là subscribe kênh YouTube Sập Channel nè. Nếu mà thích video thì comment, like, share, subscribe. Không làm gì làm. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye mọi người. Bye bye.